Đấy, bên này này. Đó rồi. Nghe chưa? Chưa tới giờ. Anh ngồi xích qua đây chút coi. Để em thấy à.
One of the things to do to warm up Lester is lasagna. Get that out of the way from in there. Cứ như ở đó khui đi. Râm ơi, Râm ơi, có phải Râm đi không? Mỹ ơi. Dạ đúng rồi cô, đúng rồi cô Lô ơi. Dạ đúng rồi cô, dạ. Cô tắt. Dạ cô tắt cái mic đi cô. Mỹ ơi. Mỹ. Dạ cô. À nè, à xí nữa mà thí dụ như mình thấy đây mình sa thú thì ở đâu chỉ cho cô với. Dạ, có cái chỗ ba cái chấm tròn ở dưới bên tay phải đó cô. Cô bấm vô đó. Rồi cô thấy có cái chữ chat không? Cô bấm vô đó. Rồi. OK. And không biết ngài có muốn trả giấy không? Không biết. Bình thường có không? Không để, nếu mà không để sẵn đó, nếu mà ngài cho thì ngài cho, còn ngài cho thì kêu sư tôi không để cái mai cho tư đó. Để cái mai chúng mình cái này để gắn với ngài. Đúng rồi, cái này để gắn với ngài. Sư chuẩn bị cái đó là già. Đi vào. Chào. Thấy sư tươi quá. Chưa ăn cơm nhưng mà vẫn tươi hả? Ăn rồi mới ăn sớm. Hả? Sớm. Ăn sớm. Sớm. Okay. Yeah. Cảm ơn Phật. Ngày tới. Dạ. Cảm ơn Phật. Walk in first before we swing it back. Okay, I'll take care of that. Yeah. I'm gonna say bye. Yeah. You just sit down and relax. Yeah. Mô Phật, con có trình với ngài rồi. Con nói là. À, nếu mà được thì ngài sẽ mỗi tháng ngài sẽ lên mạng một lần để mà gặp Phật tử. Dạ. À, vì mỗi tháng là một tháng một lần ha. Dạ, ngày rằm á. Nếu mà dạ. Được thiện chí xin ngài tối thứ bảy ở bên đại niệm xứ á, khoảng 7-8 giờ đi ha. À, như vậy tiện cho phần đông quý Phật tử. À, mọi nơi suy nghĩ cái thời gian đó
Dạ, dạ ông con sao? Dạ, ngay khỏe. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ ngài. Bạch ngài, ngài có muốn xin cho giới không? Hôm nay ngài cho giới. Ok. Như vậy đảnh lễ ngài. Chúng con xin thành kính đảnh lễ ngài. Kính xin đảnh lễ ngài. Chúng con xin thành kính đảnh lễ sư. Chúng con thành kính làm lễ đảnh lễ ngài. Xin đi. Xin được. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ đầy tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ đầy tam quy và giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Ba Đa. Ngài là bậc Ca Răng cao thượng, được chân huệ chân biên tri do ngài Tử Ngộ Khâm Thầy chế dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Ba Đa. Ngài là bậc Ca Răng cao thượng, được chân huệ chân biên tri do ngài Tử Ngộ Khâm Thầy chế dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Ba Đa. Ngài là bậc Ca Răng cao thượng, được chân huệ chân biên tri do ngài Tử Ngộ Khâm Thầy chế dạy. Hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Ba Đa. Là bậc Ca Răng cao thượng, được chân huệ chân biên tri do ngài Tử Ngộ Khâm Thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Ba Đa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân huệ chân biên tri do ngài Tử Ngộ Khâm Thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Ba Đa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân huệ chân biên tri do ngài Tử Ngộ Khâm Thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem
Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Phép quy tam bảo tròn đủ trễ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ dỗi đổ và các chất sai. Giữ thượng tinh hành thở trì ngự giới này cho được trong sạch và đang vâng giữ hành theo cho đến trọn đời không nên dễ dôi. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy nên chư thiền tinh và đáng thở trì giới luật cho được trong sạch không nên đã lâm nha. Lâm thay. Phật ca nhập. Nhắm vườn ngày trời đất xanh ông cho cả tân hạ đệ tử thỉnh nhà thiên nước và nam gia đạt vô đi. Đừng vô trách phổ cập nắm mưa lần rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thân ngài thiêu pháp nói đàn từ bi chúng sanh mọi khắp chốn đi tối mê cầu đắm Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato
Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhamma no Dhamma Padipatiya Buddhang Pojami. Imaya Dhamma no Dhamma Padipatiya Dhammang Pojami. Imaya Dhamma no Dhamma Padipatiya Sangkhang Pojami. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng. Đức Trung Hòa trên miên trí do Ngài tự ngộ không thể chế giải. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ngưng tam bảo hóa trị của vị thiện nam tín nữ chư đại đức tăng được sự an vui, ráng tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày lễ còn trong lễ kỷ niệm ở trong tháng Vê Sát và tổ chức nơi nào cũng có tổ chức để cúng dường ngày kỷ niệm của Đức Bồ Tát Đáng Sanh, Đức Bồ Tát Thành Đạo và Đức Phật Nhập Niết Bàn cùng một ngày rằm tháng Tư. Như vậy tháng này là tháng cúng dường, tháng kỷ niệm của một vị đấng giáo chủ mà là bóng mát, là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh ở trong tam giới. Thưa ngài, chúng ta không quên nương nhờ. Ngày nay chúng ta đọc ngân nguyện, ai cũng có cần phải có sự nương nhờ. Nương nhờ vậy, nương nhờ để chúng ta sống. Chúng ta sống trong gia đình, trong sông xã hội, trong một nước, một thế giới. Như vậy chúng ta cố gắng mà sống. Như khi các vị tiền bối, ngài thực hành rồi, ngài mới nhắc lại nha. Những đêm quan trọng của người Phật tử ngài hiểu và hướng dẫn cho nhau. Chúng ta tin tưởng một vị giác ngộ là đấng cha lành, đấng cứu thế giới này sẽ được sự an vui để giải thoát những sự đau khổ. Vì lý do đó, Năng Đa một hôm gặp Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: con hãy nhờ gặp người bạn lành, sự thực hành tu mạnh của con được tiến bộ 50%. Nhờ gặp người bạn lành. Vừa Năng Đa mới vừa kể tới đó, Đức Phật: Không, mà Năng Đa không phải như vậy. Một người gặp được bằng lành gọi là tròn đủ phạm hạnh, không phải 50%, là 100%. Đó gọi là người bằng lành. Khi người bằng lành, bạn là tốt, bạn là bạn, người thân, người gần gũi, tin tưởng đi đâu là có người bạn để theo. Và bạn đó chết xong là mình tin tưởng là nó người tốt hơn mình, thì mình mới lấy đó là người bạn. Như vậy giống như là 50% trong cuộc đời của mình đi đâu mình có người bạn lành như vậy. Đức Phật không phải như vậy. Năng Đa
là trên con đường của Đức Như Lai với Thế Tôn. Người có bản lãnh vậy là người thành công 100%. Đức Phật kể như vậy. Nè Nâng Đa, nhớ thà nào nếu là 100%. Vì Như Lai vậy là đã tìm được con đường. Như vậy Như Lai mới chỉ như thế nào mà sự thật. Mà sự thật là gì? Là mình phải thấy đúng. Mà thấy đúng mới là thật. Thế gian này người ta thấy không có đúng. Có hai con mắt. Rồi một người dạy giỏi về mắt thịt nhục nhãn giải thích theo cái sự thấy do sự suy nghĩ. Còn Đức Phật không giải thích cho sự suy nghĩ, không tưởng mà thật. Như vậy Đức Phật nói hai sự thật cho tôn kinh: thật ở thế gian và thật ở xuất thế gian. Như vậy Đức Phật là một vị sự thật, ngài thấy sự thật, đắc đạo quả rồi từ đi xuất gia, không thuyết một câu, không giải một câu này. Nhưng mà khi xuất gia 6 năm tìm đạo, thấy được con đường đúng, rồi ngài giác ngộ, tìm trong giác ngộ, có khi giác ngộ rồi đây là con đường chánh dẫn người ra khỏi sự đau khổ. Vì ngài kinh nghiệm, ngài thấy rõ, thấy bình chân kiến, rồi kinh nghiệm này thử cái tâm của mình, sự thật là như vậy, mà sự thật rồi thấy sự thật, rồi mới nói sự thật cho anh ta nghe. Ai mà hiểu được sự thật, nhìn lại không có ai thấy được như vậy. Nói cho ai nghe bây giờ, trong khi mắt người đời nó nhìn thấy bị bụi trần, không thấy rõ, thì nó tà kiến thấy không có đúng bụi. Ở trong dục lạc, vì té và đi sự thật, làm sao thấy được? Khó mà thấy. Như vậy Như Lai nhập Niết Bàn mới vừa vậy duyên. Tất cả pháp sanh ra do duyên. Duyên diệt, tất cả pháp diệt. Biết bao nhiêu duyên, từ thấy nhân duyên. Một kiếp túc mang minh, sức mạnh của thiền định. Thấy là vì ngài thấy ngài một thấy một sự sáng suốt trong cuộc đời của ngài không từng thấy như vậy. Ñānakārṇī cakkhukārṇī thấy điểm nào mà thấy từ thấy trong kiếp sống này, vì ta thấy già đau chết mà ta sợ đã để tìm đó thôi. Nhưng mà giờ thấy sự sanh già nó kéo từ nào tới giờ, tốt mạng minh kiếp này rồi kiếp kia đó, rồi kiếp kia có, cứ đi ngược trong quá khứ, trang lịch sử lật ngược trở lại, lật không có chấm dứt một cái trang lịch sử của quá khứ. Bắt đầu hồi này đâu có bắt đầu của quá khứ, rồi hết một căn rồi, tốt mạng minh, thiên nhận minh, tới một kiếp tới thấy chúng sanh chết đi, ta đi với nghiệp của ta rồi, dù cho tôi sống đi, nghiệp mang nghiệp không mà, và nghiệp nó dẫn đi, rồi chưa căn ba lợi nữa, quán, mình xác, đi sâu trong con người,
nó bể nát hết, không còn gì. Ý là sanh diệt không còn cái gì làm cái thường ở trong một con người, một cái thân này, từ đất nước lửa gió nó tan nó phân nó nát rồi nó thay đổi theo bản chất đặc tính của đất, có cứng mềm, lửa nóng lạnh, căng với gió, căng với động rung, rồi từ cái thân này như vậy tới thọ nó tan đi tới đâu, nó sanh diệt, hành vẫn qua thức vẫn biết, từ chỗ này bản chất nói như vậy, sở thật nói như vậy, không có bản ngã không linh, sở thật nó là như vậy, nó là như vậy, chấm dứt, nó là như vậy rồi. Từ mà nó vậy hết, không còn gì, có một cái sự sáng suốt, một cái trí tuệ, một ánh sáng. Điện là như vậy, âm là như vậy, dương là như vậy, rồi nhập ra lại, rồi có trí nhớ cho nó bắn ra một ánh sáng, ra khỏi âm, ra khỏi dương, ra khỏi bóng đèn, đó là một sự sáng ra. Rồi lại là mà là giới định huệ, từ sáng ra ngài mới thấy. Hay nói ra mới thấy gì? Như vậy bao nhiêu kiếp luân hồi Đức Phật thuyết: Na ni ca cha te sang sa rằng san tha vi sang anem vi sang ca ca rằng ca ve san to tukha cha ti puna punang ka kara ka titho si punake hang naka si sampate pa sukha bhakka ka ko dang visankhatang visankhara katang chattang tanha nang kaya majjaka ti avicca. Woman không thấy sự thật. Vì không thấy sự thật này, ôi người thợ các cha vô minh, từ không biết này, một kiếp rồi nó cất ngã, rồi sụp đổ. Hồi nào thì giờ ta không tìm thấy nhà ngươi, bây giờ ta tìm thấy nhà ngươi rồi, người thợ chắc cả nhà ngươi không bao giờ gây nhà cho Như Lai được nữa. Vô minh hành không gây được nhà cái Như Lai nè, mái nhà Như Lai dỡ bỏ kèo Như Lai vẽ gãy hết, không còn cái sang kha, không có gì mà cấu tạo được một cái tâm che được, gạt được Như Lai, không cất nhà rồi đào dây mới nhớ từ không biết. Không biết sự thật, không biết cái khổ. Tất cả chúng sinh một thế giới này ở trong một cái khổ, ở trong một lò lửa mà chung sống. Rồi một thế giới lớn, có thế giới nhỏ nhỏ là ngũ quẩn của ta ở trong một thế giới này. Thế giới nó là như vậy, xuân hạ thu đông như vậy. Một thế giới nhỏ cũng nóng, cũng lạnh, cũng cơn mềm. Thời tiết ảnh hưởng nhau, ra không khỏi thế giới luân hồi. Đó gọi là thế luân. Nhờ khám phá được luật thiên nhiên, ngài giải thoát được. Ngài thoát được cuối cùng thấy không có ba ngã, không là nó là như vậy. Sự thật nó là vậy. Sự thật nó có cái khổ. Cái khổ phát ra đây. Như thế, cái ai, làm sao ai? Vô minh ai? Nà, avijja tanha, avijja, raka mana tithi, ái dục, ngã mạn, tà kiến, dân đề, coi lại, vậy kiếp, sao kiếp này ta đi đâu? Không thấy đi đâu. Thầy cho này khi năng bồ ra năng,
văn nà tì sàm bà văn vì rà tì chít tà yà tì kê bà vã tmìng tì kì nà pì chà à vì rà lùi chân tà nì pân đà thì ra yà thai yàm bà tì. Nghiệp quá khứ khác tương lai không đi nữa, giống như ngọn đèn tắt đi đâu không có ai trả lời được. Tham sân si mất rồi hết rồi đi đâu? Ôi đây việc thấy như vậy đã bất lai này, không trả lời trái đất này nữa, này ở trong hành tinh khác rồi nhập niết bàn. Giới Đức Thế Tôn vậy sao cái này không thấy đi đâu? Không có thấy quá khứ, không thấy tương lai. Như này nè, các pháp vi nó tan rã rồi, nó con người chia hai thân tâm. Rồi bắt đầu cái này thân, con không hiểu bạn Đức Tâu, cái này thân tâm Đức Phật dạy có năm cái nè: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đức Phật dạy sắc như thế nào? Nó sắc rồi các vị thì khô thầy năm vị đều rừng nhờ có duyên. Vậy đi dạy vị này trước, nhớ tới hai vị thầy học ở còn Bồ Tát, học ở khổ hạnh, khổ hạnh lâm, mới nghĩ tới hai vị đó. Hai vị đó có căn hiểu được giáo lý ta để ta đi chỉ, mới vừa nghĩ chư thiên bạch Đức Thế Tôn về đấy đã nhập về cái hồn ôi bậc hạnh rồi. Ở mà rộng bồi thế giới không có thân, không có thân làm sao có tâm. Ở trong thân mới có mắt, cái tai mũi nghe được, nói ai nghe, đâu có tai mà nghe. Ở yên đó giống một giấc ngủ dài vậy đó, yên vậy đó. Rồi và ai mới nhớ tới nằm kêu đi có thể được, mới đi nè tiếng tay năm kiều trừng như hình ảnh năm kiều đâu này. Không tin tưởng tại Đức Bồ Tát bỏ khổ hạnh đang tu chung nhau, biết A Nhã kiều trừng như là một thầy tướng còn sống, biết là vị này đi tu là thành đạo, nhưng mà đang tu khổ hạnh bỏ khổ hạnh đi thôi. Ôi tới rồi đó, nhắc ôi tới rồi, tôi kể tới không tới được, mình đừng nói chuyện, đừng tiêm rước. À rồi, sức mạnh của một vị tâm trong sạch, thân trong sạch, lời nói trong sạch hết, đẹp đẹp choàng đầu, đoạn đầu đơn giản đoạn cuối, mới vừa tới ôi cái đẹp mát mẻ rồi trí nhớ nghĩ tưởng sao quên hết. Vì tình thương tới rồi, tình thương thấy quên bạn lành này, này bạn đi học đi tu với nhau, giờ tiêu con đường để lại một người cảm giác, ê cảm giác á, rung 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 trái và cổ cho ngồi, người kiếm nước lại rửa chân, mời cũng gọi nhau giống như bạn. Đức Phật tục đế đừng gọi như vậy, như lại đại giác ngộ rồi. Nay ta đời cũng vậy, đừng gọi như vậy, như là giác ngộ rồi. You know? Bạn tinh thần không phải bạn đạo như thường, hồi đó ép sát chung nhau không? Không ép sát nữa, không phải như vậy. Rồi, lúc này, hồi trước tới giờ, ta có từng nói là ta giác ngộ chưa? Các vị nói, không bao giờ nói. Vì vậy bữa nay tao mới nói là ta giác ngộ vậy nè. Mới giữ mới nhớ tin. Đúng vậy. Hồi nào tới giờ ông không nói. Giờ mới nói. Này các vị thi, đây là con đường trung đạo. Không có ép sát, không lợi dưỡng. Trong trầm điều tu ta lợi dưỡng. Đi tu ép sát sát, không bỏ ít gì hơi. Lợi dưỡng đau khổ, không bỏ ít gì hết. Ép sát đau khổ không. Đây là con đường trung đạo. Chánh kiến thấy đúng, chánh tư duy suy nghĩ đúng, chánh ngữ nói đúng, chánh nghiệp hành động thân đúng, chánh mạng nuôi mạng đúng, chánh tấn hướng tâm trở về cho đúng, chánh niệm niệm chánh định đúng. Này các vị, đó là con đường trung đạo. Mà Như Lai đi con đường đó,
như lại chấp khu khách này nhà nó cũng nhà như lại có tháp nhãn, có tuệ nhãn, có Phật nhãn, biến nhãn. Như lại muốn nói cho đâu chẳng nghe. Mới vừa con đường đó kẻ tám chê của bác trên đạo, ai nhà kêu đừng đắc quả tu đồ bận. Mấy việc kia không hiểu nổi. Tới giờ ai nhà kêu đừng như mấy việc đó nó kêu đừng như ông tên này chứ ai nhà là một nhóm cô kêu đừng như bây giờ ông ai nhà một việc đó là riêng tên đó. Ông đắc quả mới đi thì bình thực thực đắc Phật tiếp tục thuyết thời Phật thì nhẹ. Thuyết như thế này các vị thì khô này, hỏi nó anatana anatana lakanatuta tướng của các pháp phú vị này, vậy ngồi đây này, thân này thường hay là vô thường ép xác này kia rồi bây giờ hỏi thân là thường hay là vô thường mới nghĩ tâm chú lại trở lại hướng tâm về hướng tâm về hỏi hướng tâm về thân này nè khi nói thân là thân thường hay là vô thường mấy đứa đem tâm vô trong thân đem thân vô trong bắt đầu tứ đại hoạt động thở vô thở ra thở vô nóng lạnh căng và động rung bạch đi thông nó là vô thường đúng không nếu cái thân này là vô thường bản chất đặc tính như vậy khổ hay là vui theo thở như vậy khổ hay là vui nóng lạnh như vậy khổ hay là vui nó thay đổi xuân hồi thôi đông như thế bây giờ đang khổ với tâm trở về với mình trở về với thân của mình trở về cái thân đó thấy nó thay đổi tiếng ngồi là một tiếng nó hồ thay đổi vậy đó hai hồi hôm xưa nói về nhất giả hiền đó một đêm đẹp một đêm nồi thiền rồi nó đẹp của cái tu đúng như thế nào hay mấy các vị đã thấy đó là Bà Đức Tông đó nó thay đổi đúng không? Nếu nó thay đổi như vậy nè theo dõi rồi khổ hay quá Bà Đức Tông nó khổ lắm nè do con bây giờ nó thay đổi nó vô ra rồi bắt đầu con chú tâm mau chậm này rồi đẹp cảm giác nó cũng lên nào rồi cái này mệt vậy nếu thay đổi khổ nè thay khổ hay quên bệnh Đức Thế Tôn khổ cái nào thay đổi cái khổ nó phát sinh từ cái thay đổi vậy cái khổ đó mình làm gì được bệnh đi thông được bên trong cái đó là cái nào vô thường khổ bất là không làm gì được nó khổ thôi vô thường là khổ đó Đức Phật hỏi vậy nè sắc thọ từ sắc bắt đầu thọ nó gần nữa một thời pháp trước cái thời pháp bắt đầu biết bao nhiêu cảm giác thọ này kêu rằng như vậy cái cảm giác đấy nè thường ha với bạch Đức thôi khổ lắm khổ lắm hey, tại sao nó khổ lắm vì nó thay đổi Đức Thế Tôn thay đổi khổ lắm cái nào thay đổi khổ làm gì được không làm chỗ bạch Đức Thôn không làm chỗ được từ nó không lợi dụng Bà Đức Tôn không làm cái gì khổ thay đổi khổ không làm là như vậy không phải của ta không có ta không có bạn nào vậy tưởng thường hay là tôi Bà Đức Tôn ôi nó tùm lum ơi không có nói nổi ơi nó tới rồi tới Bà Đức Tôn thấy rồi ơi nó tới nè nó thay đổi đố chuyện thay đổi nếu nó cái gì nó khổ cái khổ đó khổ trong thay đổi Bà Đức Thế Tôn vậy khổ trong thay đổi làm gì được bất lực Đức Thế Tôn không làm gì được ơi vậy hành vận ôi Bà Đức Thế Tôn rồi còn nữa không biết là cái nào coi vui coi buồn nào là sầu bi nó đủ hết đây nè thay đổi khổ khó làm gì đâu không làm gì ơi còn cái biết cái tâm tâm như đó tôi Bà Đức Tôn cũng vậy khổ bất lực Đức Tôn tam thất nam trường vô thường khổ nó
nó hợp nhãn. Nó như vậy, nói về nó, và nó như vậy thiền. Thiền sau khi kết thúc mới chịu quan hệ, quan hệ đưa một cái giải thoát, mời tuộng bất tịnh tưởng thân, bất tịnh tưởng sự chết, vật thực ăn uống là bất tịnh tạm thôi, như nào ở trong một thế giới nhìn nè. Ôi, ra sao bây giờ còn một triệu phú khuya, ôi chật hẹp lắm, buồn bực, căng thẳng, đi tìm Đức Phật ở tại rừng vậy, ba la nại Isipatanami, rừng nai rừng hô, nay chỗ nói yên lặng, đây chỗ này yên lặng rồi, nghe tiếng từ bước tay Đức Phật thuyết, cũng như vậy bốn sự thật và sa giác ngộ là một người giải thoát hoàn toàn. Như vậy này, đó là cái đó là Phật, như nên là Phật mới gọi là trí tuệ đó. Chúng ta chỉ trí tuệ học giỏi kèn nhục nhãn mắt thấy rồi suy nghĩ, thấy rồi học rồi suy nghĩ, thấy rồi rất là thành công ở trong một thế giới người tri thức. Nhục nhãn một con mắt thôi, nhưng mà thiếu con mắt một gì giác ngộ mà thấy sự thật nó là như vậy, nó vậy cái này thấy suy nghĩ tưởng, người ta nói vậy, mượn của thầy giáo, mượn của sách đọc nói theo. Với tu giới, tu đành, tu huệ, trí tuệ này, trí tuệ không có phải mượn, gọi là trí tuệ kinh nghiệm. Đây là cái mắt thứ hai. Vì vậy, khiến cho ta có hai con mắt, hai tay, hai chân. Có tốt, có xấu, cái gì cũng tương đối hết trên thế gian, gọi là tương đối. Như vậy, khi mà thấy không phải là tương đối, chỉ một cái thôi, đó là giải thoát, Đức Phật dạy. Anicca vata sankhara upatavaya thammino upanchantva nirunchanti te sangvo patamo sakho. Các pháp hữu vi, trạng thái sanh diệt, vì vậy mới khổ. Có cái gì ở trong thế gian này là có sanh mà không có diệt, không có, vì vậy mới khổ. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi đây mới có sàng vui tuyệt niết bàn. Khi niết bàn không có các pháp hữu vi, ở trong niết bàn mới giải thoát, mới được sàng vui tuyệt đối, không tương đối, tuyệt một thôi. Một thì cũng như là cái kim chỉ nhọn chót một rồi nó bén, không có hai, lên cao không ai có màu thôi. Này, tuyệt đối. Như vậy mới gọi là đất nước gì đó, nó tay ngụ quận đây nè, thọ nó, tượng nó, hành nó, thức nó hết. Như vậy với Đức Phật mới dạy về thiền Vipassana, đối tượng của thiền Vipassana. Đầu tiên, Đức Phật dạy cho con mình có hai, có thân, có tâm, có thân, có tâm. Hiểu rồi và thực thân nó là vậy. Con cũng chưa hiểu. Nó có năm chia nữa đi nè. Này, sắc nè, kia sắc rồi. Đất nước là gió, nó thấy được rồi, đúng đó. Thọ, cảm giác trong thân cho nào cho nó đó là thọ. Tưởng đặt tên đầu chân tay, tưởng nó như vậy nó tưởng. Hành tôi 50 hành tâm sở, rồi từng hành quần đó Đức Phật khám phá ra 8 tâm sở gọi là đạo đế, hay đó là tâm sở Đức Phật. Rồi phải một thức quẩn hai biết xuông thôi, đó gọi là tâm, mà gọi là thức.
Như vậy chia tới năm thức, chia làm hai, thân tâm, mà chia tới năm sắc vận, thọ vận, tưởng vận, hành vận, thức vận, tại một khối, một khối, một khối, năm trong con người chia ra tới năm. Rồi hiểu bà Đức Tôn nó năm vậy, ôi qua xa năm năm, ôi hiểu chưa chưa, còn cái nghe năm, ôi vậy chưa hiểu rõ rồi, trong này có 12 cái xứ, nào là nhãn xứ, sắc xứ, nhị xứ, thinh xứ, hương xứ, tỷ xứ, mũi hay nói rồi, mắt, màu sắc, tai, âm thanh, mũi, mồi, lưỡi vị, thân, đầu chạm, tâm, hợp sự. Ôi, bạc, ôi, Đức Thế Tôn giới vậy đó. Không còn nữa. Nè, tới 12 giới, nhận giới, nhạy giới tiếp xúc rồi. Y thực giới, lên tới 18 giới. Ôi, quá nhiều như vậy Đức Thế Tôn. Con hiểu cho nói, ôi, nó có tới 18 quyền. Nè, như vậy 18 quyền như thế nào à? Mới nói là 18 quyền, quyền hành của nó. Chắc khinh thì dặn là mắt quyền của nó, tai quyền của nó, nhĩ quyền của nó, quyền quyền. Đó là một giải thích đó. Là tinh quyền, tăng quyền, quyền của đức tinh, nà, quyền của tinh tấn, quyền của chánh niệm, quyền của định, quyền của huệ, quyền của người nam, quyền của người nữ, quyền quyền quyền. Rồi biết bao nhiêu quyền. Rồi bà đồng như ôi cho đó Đức Phật, ôi còn nữa 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 gì đêm bốn sự thật, ngày bốn sự thật, ôi khổ nó thật 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 thật, ôi có nữa cái khổ này nó nguyên nhân của nó ai ai cái thật thật thật, ôi khổ thật, ôi ai nguyên nhân của thật, còn có vui thật vui thật vui nè, không gì vui sao không già đạo cho, ôi vui thật bạch Đức Thế Tôn, không già đạo cho vui thật, đây con đường đi, con đường đi, con đường đi, con đường đã đi lục hồi, con đường đi giải thoát đạo đế, ôi đạo đế, đạo đế đi Như Lai đi giác ngộ, làm sao đi được minh thập nhân nhân duyên, 12 nè, 12 cái thập nhân duyên nào, avijja, avijja, avijja sankhara, nguyên nhân của nó cái không biết, từ không biết là các pháp bất thiện pháp hết ở trong một chữ không biết, không biết bất thiện pháp nó sanh ra trong đó, không biết, không biết ra bà đưa trong ngồi, không biết mình ngồi, đi không biết mà đi, đứng không biết là đứng, ngồi đó. Muốn ngồi mệt, muốn ngồi, vừa ngồi rồi, quận thứ hai, nam, sắc, thọ cái giác, tưởng đi dẫn đi, dẫn đi, nam, rồi, à, như vậy, nguyên nhân, nguyên sao, không có người hướng dẫn. Vì vậy Ananda bạch Đức Tôn hồi nãy, nếu gặp con người bạn lành, con đường phẩm hạnh được 50%, Đức Phật không phải như vậy Ananda, không phải như vậy, đừng nói như vậy. Khi có người bạn lành, đường phẩm hạnh 100% Ananda, 100%. Tại sao Ananda? Người bạn lành, người tốt, biết cách hướng dẫn, nhờ Như Lai nè, này là bạn lành, biết con đường đó, Như Lai mới chạy, đây là con đường trung đạo, con đường giữa, con đường giải thoát, chạy vậy giải thoát khỏi sanh, giải thoát khỏi già, giải thoát khỏi bệnh ngày thôi, Như Lai chạy vậy mà bạn lành. Tất cả chúng sanh tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng và tin tưởng đức tin này. Nó là đức tin là bản lành. Rồi bản ác như thế nào? Năm bản ác. Như thế vậy.
tham ái na kama chanta ái dục mà dục ái na năm tầng cảnh sắc thân hương vị xúc yapata không được những môn hằng 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 năm tham ái hôn trầm tham ái sân hận hôn trầm phong tâm hoài nghi là tạo tới tâm này nó phóng ra ở trong tâm là ác à, một quy trùng của tâm làm sao có người bạn tốt bạn tốt là đang tốt nè đức tin gặp một người tốt đức tin tán dương đức tin trên thế gian này chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ cái đức Phật là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đang cầu sự an lạc trên cho y như lời chân thật này bạn lành đức tin đức tin thôi đức tin là bạn lành này này trên thế gian này có gì không có gì hết không có chi dân kinh cho biết tăng Itawa rang wa sakke swa yang ratanang manai tang nono samang atita thagate na itam biputte ratanang manai tang ete na sacche na swata ở trên cõi trần gian ở trên cõi trời không có một vật gì một cái châu bảo được cao thượng bằng đức Phật là trần châu quý báu tin tưởng đem an lạc đất này con xin sự an lạc phát sinh này đức Phật dạy cái đức Phật thôi. Như vậy đức Phật mới bản lành là số một chứ không phải là 50%. Phạm hạnh của mình tròn đủ nhờ bản lành. Thế đức Phật thấy chạy đó biết bao nhiêu chúng sinh thấy chạy hết sanh hết già hết đau hết chết và sống mãi mãi bản lành. Như vậy bản lành nó mới gọi là vì tục đế, chân đế là kêu bằng nhân chế định, nghe chế định, nhân chế con người, nhân chế định. Đó là người bản lành, đó là tốt. Một con người tốt, không thân, không làm ác, lời nói không ác, không ý nghĩ ác. Đó là nói về tục đế, con người. Nghĩa chẳng để nói về cái lý của tâm trong sạch nào, của đức tin là một tâm sở, tinh tấn là một sầm tở, nếm là một sành tâm sở, định một tâm sở, huệ là một tâm sở. Này, nó, thế mà là nghĩa chế định. Như vậy Đức Phật Ngài muốn nói, đây là nói về nghĩa chế định, Như Lai tìm được cái chế định, cái thật này này về tinh thần. Hỏi ôi, như vậy, cái này hồi nào tới giờ đã khó, mà không ai tìm thấy. Kiếp này tao tìm thấy, ôi, biết bao nhiêu ngày đã tìm thấy rồi. Chính trong lúc đó đã, ta đã tồn thờ ngày. Lần đầu tiên ta muốn phát tâm muốn vậy không biết từ nào Đức Phật ra đừng tìm quá khứ không ta chỉ là thấy thấy tốt như vậy muốn được tốt sao muốn được tốt muốn là như vậy nghĩ như vậy trôi qua trên A Tăng kỳ kiếp muốn được tốt cho người đó muốn được tốt gặp gặp Phật trong quá khứ tin ra 500.000 vị chánh biến tri biết bao nhiêu thời gian rồi sanh tử luân hồi. Có nghị lực mạnh lên, gặp như vậy, làm hành động tốt. Con xin hành động của con làm như con được như Ngài vậy đó. Rồi, Đức Phật nhìn, ơi người này muốn, rồi bỏ quên, không có đủ, muốn, ghi nhận rồi, rồi, người này muốn như vậy, rồi. Như vậy là trong gì đó, bảy giới tăng kỳ cũng vậy gặp Đức Phật 12.000 vị chánh biến tri trôi qua gặp làm việc lành gặp nguyện làm việc lành gặp nguyện tới tới
gặp Đức Phật Nhân Đăng, đạo sĩ rồi đó, nghị lực già, bay trên không, người ta làm đường, thấy người ta làm đường nhông nhịp, ngài phát cảm giác, xả thiền xuống. À, con đang làm gì đường nhô, nó đông bao vậy? Ngày mai Đức Phật Nhân Đăng đi qua đây, ôi Đức Phật Nhân Đăng đi qua đây, chứ vậy làm đường để cúng dường ngài đi, vậy chia cho tao một phần rồi, người ta chia cho một con đường, không có ai dám lạnh làm không kịp, thế còn một phần đây, ngài lấy, nào là kê là cước, rồi làm một đêm không xong, sang Đức Phật Nhân Đăng tay. Còn sư đổ giải thích chắc là cần một hai thước gì đó. Đức Phật tới thì còn bùng lầy, ngài nằm trên chỗ đó, Bạch Đi Tông đi trên trọn, vì con làm không kịp. Đức Phật Nhân Đăng vừa bước tên bốn thầy 100 ca, vị này thành một vị Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Thấy được ngài bước qua, thôi cạn đệ tử đừng bước trên vị này, vị này còn 400,000 kiếp nữa thành một vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nghe, nếu mà không muốn thành chân đàng chân giác, Đức Phật sẽ chỉ một câu kệ giác ngộ trong đó đó, giác ngộ trong khi mà ngài nằm. Nhưng ngài này ta làm cầu thành nước đông bước qua, làm sao ta làm cầu đưa chúng sinh từ bê bờ mê bờ giải thoát, từ bấy nhiêu đó phát sinh đủ rồi, có khả năng đâu. Đức Phật nói như vậy, từ điểm đó tới ngài giác ngộ trải qua 4 a ta kỳ 100 kiếp, 28 vị chánh biến tri nữa, thầy trong bà hàm cha trong trái đất này cả bà. Đức Phật Cù Lao Tông, Đức Phật câu nèo mà nếu Đức Phật nghiệp tới ngày thứ tư, chúng ta mới cái tục lệ con đem lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh. Đây là Đức Phật trí tuệ. Mà nếu Đức Phật đức tin thì phải cộng 2 lần. Này, nhớ là 2 chỗ tư kỳ phải 4 a chỗ tư kỳ, mà Đức Phật thuộc về tinh tấn là 8 chỗ tư kỳ. Ôi không thể, không thể. Vì vậy nếu thế nào, vì vậy Đức Phật chỉ muốn thành chánh đăng chánh giác là như vậy đó. Đây túc sanh truyền, hai chỗ tư kỳ từ nguyện trong tâm nguyện ra lời Đức Phật thọ ký thuộc về trí tuệ đức tin tăng làm 24 chỗ tư kỳ 100 kiếp, tinh tấn 8 chỗ tư kỳ 100, rồi tùy theo khả năng của mỗi người, bản chất của người muốn là như vậy. Này, nơi Đức Phật con đường của ngài đi sai rồi, nếu mà ai có niềm tin như ngài đó, ngài nói vì thấy tu hành con đường sẵn, mình sẵn có niềm tin hay là không, muốn đi hay là không, muốn luân hồi thầy đó luân hồi, còn muốn giải thoát được ngồi đây con đường bắt chân đạo chân kiến chân tu gì đó. Cái bắt chân đạo mình hành như thế này, ngồi hành đổi con đường thế luân sống, rồi lại pháp luân thời giới ngụ giới, rồi định tâm phát sanh đi tuệ, có một đời sống khác. Nó thấy các pháp giới không mà giới thường, tôi ta tôi đã tôi đến rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là pháp luân con đường bát chánh đạo, lên trên xe đó nó lại khác, nó lại ra khỏi luân hồi sanh già đau chết, xong cái này không sanh không già không đau không chết. Sanh gì? Sanh là tham, thấy tham như vậy, nó là tham, vừa thấy được tham, tham nó tan, tham là một tâm sở. Vừa thấy sân nó dẫn ra đi, thấy sân cái tham dẫn cho đi sân, sân này làm cho mình già, đánh rồi quên chết. Ôi tham như vậy, sân về gì? Thấy đây, thấy mà lại chân kiến á, thấy tham mà dần mất nè, quên mất rồi, nó mất cái đó, nó mất.
có một sự tỉnh thức. Tỉnh thức đây gọi là pháp nhãn hoặc tuệ nhãn mà chúng ta học cho một vị giác ngộ. Vì vậy Đức Phật nói nè Ananda, không phải 50% là 100%. Này, nếu mà con người bạn tốt, vì vậy người ta tin tưởng Như Lai chỉ hết sanh hết dở đau chết rồi. À, Như Lai tới đó, Như Lai trở lại, còn mấy vị đã đi trước rồi. Đấy, mấy vị đi ra biết bao nhiêu gì đi trước tới rồi. Này, bất sanh bất diệt, không sanh không diệt là niết bàn rồi. Bây giờ chúng ta thấy sanh diệt, thấy sanh diệt, thấy sanh diệt. Thầy coi chỗ nào không sanh không diệt. Thấy mấy kinh nghiệm thay đổi khổ trên đường đi nhé. Rồi Đức Phật còn dạy ba pháp ăn nữa. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dễ đau thương khổ nào, quán chiếu thân này thay đổi, thọ thay đổi, hành thay đổi, thức thay đổi, thay đổi khổ thế nào. Như vậy khi tuệ quán chiếu tỏ tường đang quán à, các hành nè, hành á nè, vốn dĩ vô thường thế này, thoát ly phiền não về đọa đại, nó đọa đại nữa, thoát ly phiền não đọa đại, đây là con đường nè. Đúng rồi, con đường thanh tịnh đạo đi trong con đường này rồi tiến tới ngồi thấy vô thường khổ. Bây giờ thấy cái khổ khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn gì đau thương của nào, chỉ đau một khối của đau. Đức Phật là như vậy, khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn gì đau thương khổ nàng này, thoát ly phiền não đáng chán, đây là con đường nè. Niết bàn tìm đâu? Niết bàn nó chán vậy, niết bàn tìm tên nữa. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các pháp hết vô ngã, không có bản ngã, không làm chủ được đất, không làm chủ được nó, nước không chủ được ta, không làm chủ sắc thở, ta không làm chủ được vô ngã. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, của tôi đã không, của tôi không, chẳng thường ta, thoát ly phiền não, cái đó là ác tà, là thân tạo, nè, chẳng xa lối về, ôi gần, ôi thấy đó, ôi đi chưa tới, thấy đi gần, một bước tới một bước, còn đừng trung đạo, rồi bạn lành, hồi Đức Phật hay rằng là bạn lành không phải 50%, 100%, Đức Phật giải thích rộng. Ananda bạn của tôi, ngài nhập niết bàn, ngài chỉ dạy cho một người nào là thầy của các con. Đức Phật Ananda ơi, pháp luật mà luật gìn giữ đó, pháp tất cả đó, Như Lai thuyết là thầy của các con. Vậy đó, khi mà còn sống Đức Phật này bạn giữ vậy đó, không nói là ta, không nói, bạn của các con. Nói hồi nãy bạn Đức Phật đã, ta là bạn của các con, biết bao nhiêu trong đời kiếp thân đồng, một túc sinh truyền ta như vậy, anh đang đa như vậy, xá là phần bạn trong bao nhiêu kiếp, bạn đạo. Không tưởng được, đây là con đường giải thoát. Mình là giải thoát, vô mình luân hồi. Và gặp người bạn thành công 100%, không gặp à, trong hành phúc kinh a sevana cha pa la nang panita nan cha sevana bo cha bo cha ni ya nang e tam mang ka la mot tam mang. Không nên thử theo kẻ ác, đây bạn xấu, nên dù hướng theo ngồi thiền để thức bạn lành. Rồi cúng dường những người đang cúng dường cha, cúng dường mẹ là Phật ở trong nhà, Như Lai là Phật ở ngoài nhà. Như vậy Đức Phật
là đối tượng ở ngoài. Nhưng mà lại Phật, con xin cung dường lại. Đức Phật mới bắt, tin tưởng lại, hành động lại ở đây, bắt tay. Thầy mình cũng lại Phật bằng tay. Thầy Đức Phật là quy Phật phải quy pháp ạ. Phải thấy pháp ạ. Lại ta. Rồi thấy pháp, thấy than nhà ngơi là pháp. Nà, đất nước gió, tâm là pháp. Hai cái các con phải thầy. Muốn lại Phật đối tượng, chấp tay lại trên đối tượng trong ta. Này, con từ bút thăng sở năng cha mi, con xin quy Phật thăm măng, con xin quy cái này đâu phải không mắc ạ. Không mắc, không mắc, không mắc, không mắc này. Con xuân đi tăng, sửa từ phàm tăng trở thành tăng tăng. Phật đối tượng ngoài, pháp đối tượng, tăng đối tượng ta. Khi thấy được tu đạo bần đạo, tu đạo quả, tu đạo hàm đạo, tu bần A-la-na-na, đó gọi là tăng. Đây, như vậy, Phật pháp tăng, không đức Phật pháp tăng, không bao giờ quy y, không bao giờ địa đường ngục. Vậy cứ như vậy, này, hôm sau nói thì một ông đó, ông uống rượu say mấy chục năm, gần chết, ngày vợ dặn, ôi, thôi bây giờ cho tăng, tới rồi tôi muốn mời, rồi quy y đi. Rồi ông nói tôi quy y rồi, mấy ông đâu có tin tưởng tôi, ông cứ chạy, tôi làm, bà mời, tông kinh quy y rồi, ông tỉnh, ông tỉnh, ôi cái này tốt quá, quy y này cái tốt quá, giới này tốt quá. Ôi, cái tôi làm nó thật là không tốt, cho nó không có giá trị. Cái giá trị là tốt, bắt lại cái giá trị, đổi cuộc đời dùm. Đổi cuộc đời, ông tỉnh, ông giác ngộ, đổi cuộc đời. Giữ cái này thôi, cái kia bỏ hết, đắc bà tôi được bằng. Vậy ông chết rồi đó, chết ba con Đức Phật mà. Vậy ông tên là Ratanavataka, Ratanatamqui đó. Ông chết rồi, ta hỏi, ông đó đi đâu cho ta hỏi. Ôi, ông đi thiên đàng rồi. Bà Đức Thế Tôn, ông làm việc như vậy mà làm sao ông tu được. Gần chết đó, ông buông bỏ nó, cái đó không có giá trị. Ông không nương theo, ông buông đời. Ông giờ ông đổi cuộc đời này. Này, đổi lại mày, người bạn lành. Này, từ cho tam quy ngộ giới. Tam quy ngộ giới là bạn lành của ông. Rồi, đi ở đó, đó ở cõi trời. Này. Đây mới gọi là người bạn lành, là số một trong cuộc đời. Bạn lành về tinh thần Đức Phật đề cập hồi nãy đó. Bạn ác là gì? Tham ái sân hận hôn trầm và nghi. Bạn ác, bạn lành là gì? Đức tin, tinh tấn, niệm được rồi. Bạn lành, tinh thần tâm linh ở trong tâm chọn cái đó, bạn lành đi cùng như ta. Này, đó là niềm tin chúng ta có bạn lành về không sợ hãi gì. Cái gì gì kêu bạn lành lại thì thấy bạn ác kêu lại lại rồi ở trong chúng ta, để mong rằng quý vị có bạn lành để trì những cái bạn ác. Thì thầy dạy đêm hôm nay nhân nhầm luôn Phật đản, còn nguyện ông Tam Bảo hộ trì Phật tử cái niềm tin chỉ quý y cho chắc chắn, tin tưởng chắc chắn với ngồi giới, rồi đổi cuộc đời, đổi trong lào nói, đổi trong lúc bây giờ mình có niềm tin không. Này, niềm tin như mình không, vậy đó. Lửa nó nóng mà, dám đúc tay vô không? Đi trên nước là chết rồi, dám không? Không, không. Cái đó là cái trí tuệ. Rồi biết đi, biết là biết. Đó là đi, biết đi là đúng rồi. Ngồi biết, biết rồi. Nếu mà ngồi biết ngồi, cái đó là đúng. Cái đó là biết là như vậy đây. Chỉ bây giờ thôi mà thật. Qua rồi nó qua rồi qua, chưa tới. Ô Phật, dây cầu nguyện Hồng Ngân Tam Bảo, hộ trì quý vị, quý quý y rồi, hộ trì quý vị, hướng dẫn quý vị từ bờ khổ cho đến bờ vui. Như vậy thế giới này, Đức Phật hướng dẫn chúng ta, là đưa chúng ta là thuyền bát nhã, đạo chờ đợi đó, 500 ngàn năm chờ đợi đó. Chúng ta sẵn sàng, chúng ta bước lên chiếc thiền đà không? Hay là còn tiếc cái mà tục để? Nếu mà chúng ta bước như vậy đấy, thì người khác người ta mới tin tưởng, ta biết theo mình. Ôi, người bạn mình biết, mình cũng bước lên. Đó gọi là người bạn lành.
ai đi trước người đi sau, không phải chết người ta chết trước mình thì sao, không phải, làm sao học cái không chết, không chết là chết quên, chết làm sao học không quên, không quên tới giờ phút đó như thế nào, mình tự được mấy cái quên nè, thầy được bao nhiêu quên, cái đó là thành công, biết cách trừ rồi, cứ trừ trừ đi đúng con đường, cứ đi sẽ tới, ngày sẽ tới là như vậy. Thì xin hồi hương công đức đến tất cả chư thiên trong 11 triệu thế giới ta bà. Do vậy là của Đức Phật hộ trì quý chuyện nam tín nữ, chư đại đức tăng được sự an vui, tiến bước trên con đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, vui xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, quy xin pháp bảo xa tội lỗi cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là phàm tăng và thánh tăng. Tội lỗi con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quy xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Xin được các thiền tình được sơ lấy được sơ ăn vừa được sơ chúng ta trong được sơ thảo. Xin cho các thiền tình khói bên bàn được ăn vừa cho mình và những người trong gia viên thả thái. Sa thu lần hai ngưỡng cầu các đông chư thiên, trong vòng tình xa người yên hàng ngày, ngờ nơi đền tháng xưa nay, những nơi biệt thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiền về cúng dân, rồi xin hồ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, thì khô trắng mừng trẻ già, cao hạ trung hạ luật là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, nhưng người trong thấp hồn lân kiều chư châu quận được phần an cương, chúng sanh bốn loài thông thường, mãn thai thấp hoa khi lương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dân khổ truyền quanh đòa đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngày mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng ca hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích nhất mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tâm qua trong pháp Phật rồi giao truyền. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngày vi lan. Dạ
kính bạch ngài, dạ, dạ kính bạch ngài và dạ, chúng con và dạ, chư tỳ khu tăng ni cùng quý Phật tử ở mọi nơi, kính tri ân ngài đã ban cho chúng con bài pháp quan trọng trong cái ngày để tưởng niệm ngày lễ Vê Sắc 2020. Chúng con tất cả phước báo chúng con tạo